Có bao giờ bạn cảm thấy một ngày của mình rất là lu bu và bận rộn, mặc dù mình làm rất là nhiều việc và cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt, nhưng vẫn không đâu vào đâu cả? Xin chào các bạn, mình tên là Phúc, mình đến từ Iceland. Mình là một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Video của Phúc chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân và kiến thức nội tâm giúp cho con người nâng tầm nhận thức nội tâm và hướng đến giàu toàn diện. Trong video ngày hôm nay, Phúc xin chia sẻ về mẹo có thể quản lý được thời gian của bạn, sử dụng nó một cách hiệu quả mà không lãng phí, mà Phúc đã được minh sư chỉ điểm. Và tất cả mọi việc trong cuộc sống của chúng ta được chia thành việc không quan trọng, việc quan trọng, việc gấp và việc không gấp. Và chúng ta có thể đánh dấu việc nào quan trọng và việc nào gấp thì số 1, còn việc nào không quan trọng và không gấp thì là số 4. Và việc nào không gấp nhưng quan trọng là số 2 hoặc là số 3. Và việc nào không quan trọng và gấp thì là số 2 hoặc là số 3. Và bí mật ở đây đó là gì ạ? Đó chính là trong cuộc đời này không có ai bận rộn cả. Ví dụ như có người nằm ở nhà ngủ, họ được mời ra uống cà phê, nhưng mà họ báo rằng họ bận, bởi vì đối với họ cái việc ngủ là nó quan trọng nhất hơn là cái việc đi ra ngoài tiếp xúc và gặp gỡ bạn bè. Chính vì vậy trong cuộc đời này không có ai bận cả, chỉ là vì họ không dành thời gian cho chúng ta, bởi vì chúng ta không đủ tầm quan trọng trong mắt của họ, hoặc là cái công việc đó không đủ quan trọng nên họ không dành thời gian. Chúng ta dành rất là nhiều thời gian lướt web, mạng xã hội và đi nhậu. Nhưng những việc đi nhậu nếu nó quan trọng đối với họ thì họ không cần phải học. Chính vì vậy không có ai là bận rộn cả, chỉ là họ ưu tiên những việc quan trọng và việc gấp mà do chính bản thân họ đã định ra. Vậy thì những người nào có đủ cái nhận thức về việc nào quan trọng và việc nào gấp nhất để ưu tiên làm toàn tâm toàn ý vào đó, và người nào nhận thức được cái việc đó thì người đó sẽ thắng trong cái xã hội này và thắng trong cái cuộc đời này. Nếu như việc không quan trọng và việc không gấp mà ta ưu tiên làm trước thì những người như vậy đó, cuộc đời của họ thì cảm thấy lúc nào cũng bế tắc, lúc nào cũng bận rộn và cuộc sống của họ có vấn đề và vấn nạn phát sinh. Bạn đã nỗ lực rất là nhiều, dành thời gian rất là nhiều để làm một công việc nào đó, nhưng đến cuối cùng mình vẫn lu bu, mình vẫn lây hoay với nó và mình không làm việc gì ra việc gì, thì lúc đó bạn nên xác định lại cái công việc của mình, việc gì là quan trọng nhất, là ưu tiên nó làm trước. Thay vì mình nói là tôi bận lắm, tôi lu bu lắm, tôi không có nhiều thời gian, thì bạn hãy nói rằng thật chất là mình rất là rảnh, mà tại vì rảnh cho nên mình đã sắp lịch trước rồi, bữa nào á mình sắp xếp lại rồi mình gặp nhau hen. Khi mà các bạn nói cái từ rảnh á thì khi đó nó làm cho đầu óc của bạn cảm giác sẽ được thoải mái hơn, sẽ được thông thái hơn. Và như các bạn thấy đó, tất cả những triệu phú tỷ phú trên thế giới, người ta có hàng ngàn cái công ty để điều hành và người ta có hàng ngàn tỷ, thì tại sao người ta vẫn dành thời gian đi đánh golf? Đối với họ, đánh golf là việc quan trọng nhất vì họ có thể giao tiếp gặp gỡ các đối tác. Nói tóm lại, để mà quản lý được cái thời gian của mình một cách hiệu quả và không lãng phí thì chúng ta cần phải xác định được việc gì không quan trọng, việc gì quan trọng, việc gì gấp và không gấp, thì chúng ta sẽ đánh dấu từ 1 cho tới 4. Thì có như vậy, khi mà bạn có rất là nhiều công việc và việc gì bạn nên ưu tiên trước thì bạn sẽ làm theo thứ tự. Và như vậy thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng. Và một điều nữa là chúng ta không quên ghi nhận bản thân mình. Dù một việc nhỏ nhất, chúng ta cần phải ghi nhận bản thân mình đã làm được cái việc đó. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.